Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Đức Tú. Thì hôm nay mình chia sẻ một cái chủ đề rất là hot mà những người mà chuẩn bị xây nhà rất là quan tâm. Đó là giá xây dựng năm 2021 nó có tăng hay không. Thì hôm nay mình làm video mình chia sẻ cho các bạn. Thì thực sự là năm 2021 thì khoảng tháng 12 năm 2020 thì bắt đầu giá vật tư bắt đầu tăng lên đồng loạt. Thì mình được nhận tin báo của các cái nhà cung cấp của mình á, là tất cả các cái kim loại á, thì đặc biệt nó là thép, là các cái phôi thép thì mình đang bị khan hiếm. Có nghĩa là bên Trung Quốc người ta nhập nó rất là nhiều. Và khi mà bên Trung Quốc nó tăng giá thì sắt thép của mình bắt đầu nó tăng giá theo. Thì từ năm ngoái, bằng cái thời điểm tháng sau Tết năm ngoái á, cái giá thép mình làm là 13.000. Nó dao động trong tầm khoảng 13.000. Nhưng mà tới thời điểm này của năm nay, bắt đầu từ cái tháng 12 á, thì nó dao động nó lên 16.000, lên 17.000, lên 18.000. Thì cái giá thép này nó biến động. Thì nó biến động bây giờ thép ký á, là phi 6, phi 8 á. Đó thì đây mình đã thấy là tăng khoảng 5.000 trên 1 ký rồi. Đó, 5.000 đồng trên 1 ký, trên 1 kg. Thì tất cả các cái thép từ phi 10 trở đi là thép gân, phi 10, phi 12, phi 14, phi 16 thì nó đều tăng giá hết. Thì nó tính theo cái ký này này. Thì phi 10 nó tăng khoảng là 20.000, 15 20.000 một cây. Đặc biệt là tới phi 16 là nó tăng tới 40 tới 50.000 một cây sắt. Đó, nên là mình tính đây. Thì cái giá thép bây giờ nó rất là cao. Thì không những cái thép giá nó cao mà tất cả các kim loại. Ví dụ như là bên cửa nhôm cũng báo giá tăng khoảng 100.000. Đó. Nếu mà tính nhôm không là nó tăng khoảng là 2 tới 5.000 một ký. Đó. Thì sắt này tăng 5.000, nhôm nó tăng khoảng 2.000, dây điện nó cũng tăng. Đó. Thì mấy cái này thì nó làm cho cái chi phí xây dựng năm 2021 nó tăng lên. Và đặc biệt khi mà cái tăng nữa mình mới nhận ở đợt gần nhất đây là cái giá xăng, này, giá xăng dầu này. Cái thời điểm mà năm ngoái ấy, cái thời điểm Covid á, có lúc nó xuống còn có 11.000 một lít à, 11.000 một lít, trên một lít à. Mà tới thời điểm bây giờ, tại thời điểm bây giờ là hôm nay là ngày mùng 4 tháng 3 năm 2021 là đối với xăng E95 á, nó tăng lên hơn 19.000 rồi, hơn 19.000 một lít rồi. Thì cái này nó tăng khoảng là 8.000 đồng trên một lít rồi. Đây cái thời điểm mà giá xăng dầu thế giới năm ngoái là cái thời điểm mà chạm đáy á, là 11.000 mà giờ nó tăng lên 19.000. Thì đồng nghĩa với khi mà giá xăng dầu mà nó tăng lên, nó không có Covid mà nó không xuống mà nó tăng lên thì đồng nghĩa với tất cả các cái vật tư nó liên quan nó sẽ tăng lên, mà tất cả các cái hàng nó sẽ tăng lên theo. Đó. Thì cái giá ở đây, cái giá cát và giá gạch thì nó sẽ tăng lên. Thường nó tăng lên, thứ nhất là nó tăng lên theo cái giá xăng dầu. Cái thứ hai là mỗi một năm ấy thì cái giá xăng, cái giá cát nó đều tăng nhẹ lên. Thì năm ngoái mình đổ cát á, cát bê tông nó khoảng là 400 tới 430.000 trên một khối. Mà bây giờ nó báo là tăng lên khoảng là 450 tới 470 một khối. Đây là khối cát đủ nha các bạn. Khối cát đủ với xe lớn á. Còn đối với những cái xe nhỏ á, là nó chở không đủ khối. Đặc biệt là khi mà trong cái khu vực thành phố á, là những cái xe ba gác nó chở nó không đủ khối thì nó sẽ còn tăng lên nữa. Cái phí vận chuyển nó tăng lên. Đó. Và tiếp tục thì cái mà các bạn còn quan tâm nữa đây là cái nhân công đó các bạn. Cái nhân công, bởi vì khi mà các bạn ra chợ các bạn mua thịt cá mà cái sinh hoạt của người dân nó tăng lên theo cái giá xăng này này thì cái tiền công á, nó cũng tăng lên. Thì thời điểm năm ngoái á, mình trả cái nhân công á, nó khoảng là trên dưới 500.000 một người thợ chính và thợ phụ khoảng từ 300 tới 350 một người thợ phụ. Đó. Thì năm nay nó đều tăng lên khoảng 10.000. Đó, một công thợ. Đó. Thì tất cả cái này nó sẽ làm cho cái giá xây dựng năm 2021 nó sẽ tăng lên. Và theo mình dự đoán thì nó không có chiều hướng giảm đâu, bởi vì nó sẽ tăng lên nữa, bởi vì của mình tất cả các cái xăng dầu cũng như là các cái kim loại là mình đều phụ thuộc bởi nước ngoài thì đặc biệt là phụ thuộc của Trung Quốc. Thì Trung Quốc nó tăng giá là mình đều phải tăng theo. Mình chỉ có tăng nhẹ là tăng nhẹ những cái phần mà cát với cả đá với cả xi măng là nó là cái nguồn trong nước của mình thôi. Thì cái đấy nó tăng không có đáng kể. Cái đấy nó tăng chỉ phụ thuộc vào thêm những cái phụ phí cho cái xăng dầu này nó tăng lên thôi. Đó. Thì các bạn cũng biết là cái công trình xây dựng á, là cái phần sắt thép là cái phần mà chiếm nhiều nhất. Những cái phần mà kim loại như là các cái cửa nhôm, các cái lan can sắt, cái lan can inox á, thì nó là kim loại thì nó chiếm nhiều trong cái ngôi nhà. Nên là mấy cái đấy là những cái mà nó tăng lên là nó chiếm cái giá nó từ khoảng là 15 tới 20% cái giá trị xây dựng của mình đó. Nên là năm nay mình dự đoán là năm nay là nó tăng giá là nhiều nhất trong các năm, nó biến động nhanh nhất luôn đó. Đó. Thì mình thấy là cái giá mà khi mình bóc ra của các năm á, cái giá phần thô bây giờ á, mình không hiểu tại sao trên mạng nó vẫn còn cái giá mà 3,3 triệu. Thì nếu mà các bạn quan tâm, các bạn mà quan tâm kỹ, các bạn mà hỏi ấy, thì thường một là người ta báo giá phần thô nhân công phần thô thôi. Còn hai là họ đang giữ giá của năm ngoái, năm cũ để làm sao? Để họ có được công trình. Và trong quá trình xây dựng thì họ sẽ thương lượng và sẽ tăng giá sau. Và cái thứ ba là có thể là cái giá đó là cái giá để mà họ marketing thôi, họ để thu hút khách hàng thôi. Nhưng mà khi mà gặp khách hàng thì họ sẽ đưa lên cái giá khác, cái giá sẽ cao hơn. Thì cái giá mà trung bình năm ngoái làm á, là nó từ 3,3 triệu tới 3,6 triệu trên 1 mét vuông phần thô á, nhân công hoàn thiện á. Thì cái này nó tùy thuộc vào nhà này, diện tích lớn thì nó diện tích lớn thì khoảng 3,3 triệu này. Còn những cái nhà diện tích nhỏ nó lên khoảng 3,6 triệu. Nhưng mà bây giờ là nó tăng lên, thì khi mà mình bóc cái dự toán chi tiết ra thì bây giờ nó tăng từ 3,6 triệu, 3,7 triệu. Nó tăng lên có thể nó dao động lên tới 4 triệu 1 mét đối với nhà nhỏ. Còn nhà lớn thì nó khoảng 3,6 triệu, 3,7 triệu. Thì mình đang tăng lên thì ở đây mình đang tính là nó tăng từ 3 tới 400 ngàn trên 1 mét vuông. Đó là những cái thứ này nó tăng lên này. Đó. Nên là khi mà các bạn làm việc với cái công ty xây dựng á, thì các bạn cũng cần phải tìm hiểu rõ là những cái nguyên nhân tăng tại sao. Thì những cái đơn giá này tăng á, đối với các cái công ty mà họ làm cái khối lượng, họ bóc cái dự toán ra á, thì nó có cái khối lượng bê tông, khối lượng sắt thép, các cái khối lượng vật tư á, thì khi mà họ ráp giá lại thì nó ra cái giá thành cuối cùng á, thì cái đấy là cái mà chuẩn nhất để các bạn biết là cái giá bao nhiêu nó là hợp lý, phù hợp với cái ngôi nhà của các bạn. Đó, thì đó cũng là những cái để mà mình thuyết phục khách hàng là làm sao cái giá trị thực của cái thời giá này này thì nó mới mang lại cái giá trị thực của cái ngôi nhà. Còn những cái nào mà nó bất thường, cái giá nó rẻ bất thường thì đều cái đấy là không bình thường. Đó, nên là các bạn cần phải lưu ý khi mà mình chọn cái công ty xây dựng. Thường cái công ty uy tín ấy, thì họ sẽ có những cái bảng giá rất là rõ ràng. Và khi mà thị trường nó tăng giá thì họ đều tăng giá theo. Đó, để nó phù hợp với cái thị trường để làm sao cái công ty đó họ làm bỏ cái phí quản lý ra để họ xây được một cái ngôi nhà chất lượng thì họ phải có cái lợi nhuận để đảm bảo cái lợi nhuận cho họ. Chứ không phải là làm giá rẻ để mà cuối cùng khi mà họ lỗ quá là họ bỏ thầu. Hoặc là những công ty giá rẻ nó có thể là làm trong cái quá trình tính phát sinh thì chủ nhà phải chấp nhận vì lỡ ký hợp đồng rồi. Bởi vì rất là nhiều chủ nhà ngại là 2-3 cái công ty mà xây dựng trong một cái ngôi nhà của mình. Và nhiều khi cũng là cái vấn đề mà cũng là tính phát sinh, cũng là do cái vấn đề mà nể nang hay là những cái vấn đề gì á, cho nó xong với cái nhà đi thì các chủ nhà là phải chấp nhận những cái vấn đề đó. Nên các bạn cần phải lưu ý. Thì ở đây mình chia sẻ cho các bạn cái giá năm 2021, đây là những cái giá mà nó tăng thực tế của các cái đơn giá mà mình đã được các cái nhà cung cấp nó báo. Thì các bạn có thể lên mạng, các bạn có thể tham khảo. Thì gần đây các cái giá kim loại nó tăng rất là nhiều. Thì nếu mà trên các cái trang Facebook cũng như là trên các cái trang Zalo thì tất cả các cái công ty mà sản xuất những cái đồ mà liên quan tới kim loại thì họ đều gửi cái bảng báo giá tăng lên. Đó. Thì các bạn cũng có thể thấy được. Thì các bạn mình chia sẻ ở đây để cho các bạn có được một cái nhìn khách quan để mà lựa chọn cho mình một cái công ty tốt nhất để làm cái ngôi nhà cho mình, để các bạn hoàn toàn yên tâm về cũng như là về cái chất lượng cũng như là về cái giá thành của cái ngôi nhà nó hợp lý nhất. Đó, thì mình vừa chia sẻ cho các bạn cái giá năm 2021 nó tăng. Thì ở đây mình nhấn mạnh nó tăng khoảng 300 tới 400 ngàn trên 1 mét vuông các bạn. Đó, bởi vì nó biến động nó rất là lớn như vậy. Nếu các bạn thấy hay, các bạn có thể chia sẻ cho nhiều người biết để lưu ý khi mà tiến hành xây cái ngôi nhà của mình. Và nếu các bạn thấy hay thì các bạn có thể là nhấn chuông để nhận những cái video tiếp theo của mình. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái kiến thức kịp thời nhất để các bạn nắm được cái tình hình của thị trường. Chào các bạn.